kiểu là gà đẻ, thì nó lại là một vận động viên đường trường, nó đòi hỏi có sự bền bỉ và sự đồng hành xuyên suốt, nên là cái dung lượng mà người chăn nuôi, những cái kiến thức của người chăn nuôi người ta cần phải có để nuôi con gà đẻ là nhiều, và chính vì đó nên là cái tư vấn của kỹ thuật nó quan trọng hơn rất là nhiều. Khi chúng ta đồng hành được với người chăn nuôi thì cái năng suất gà đẻ nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái chuyện mà chúng ta tư vấn được cái gì. Còn gà bú mẹ thì cấp xa hơn nữa rồi, thì ngoài cái vấn đề đường trường ra thì nó còn phải vượt ra nữa, thì nó khó hơn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Nghĩa chỉ nói sơ về cái phần gà bú mẹ thôi, còn nếu như có anh em nào đã nuôi gà bú mẹ thì Nghĩa sẽ gửi tiếp hoặc là sẽ giải thích thêm, nói chuyện thêm về cái vậy là bú mẹ cần. Gà bú mẹ cũng có đào tạo rồi, nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào con gà đẻ thôi. Thì chúng ta sẽ đi về đầu tiên là cái sự khác nhau giữa hai cái giống gà đẻ hiện tại ở Việt Nam mình nhiều nhất. Mình đang không nói về những cái giống gà mà kiêm dụng nhá, thì đang nói giống về phần đẻ. Thì có là gà lông màu, gà bố mẹ là lông bạc và gà bố mẹ lông trắng. Thì lông trắng này là giống như con D310 này, rồi con Ai Cập này, con gà Ác này. Đó. Thì đây là hình chung như vậy. Thì khác biệt nhau là cái gì? À, thứ nhất là cái con vàng này là con Isa, con Hai Set, những con Bovan, tất cả những con đó thì đều có trọng lượng cơ thể cao hơn, nhạy cảm hơn với hội chứng già đẻ. Thì con bên màu trắng này thì ít ít bị hội chứng già đẻ hơn. Rồi cái trứng của cái con gà này thì thường sẽ có mùi tanh hơn. À, chúng ta thường hay người ta thấy người ta hay gọi là trứng gà ta gì đó. Thì bởi vì thực ra bản thân những con gà trắng này, cái trứng của nó ít cái mùi này hơn. Tức là mùi này thì không phải ai cũng cảm nhận được, nhưng mà những người đặt hay dị ứng về trứng hoặc là dị ứng của cá thì họ sẽ thấy được cái chuyện là cái trứng của con gà trắng sẽ ngon hơn trứng con gà đỏ, và người ta hình dung là vẫn là người ta vẫn thích trứng gà ta hơn là bởi vì nhờ nó thơm ngon hơn á. Em dùng cái hiểu như vậy thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Đó là khác biệt lớn nhất giữa cái chất lượng trứng của hai loại. À, thì đối với con gà này thì họ đã thuần hóa nhiều rồi, tức là họ đã, nó trong cái mẫu di truyền của nó gần như nó đã là con gà đã chuyên chuyên nghiệp rồi, nên là nó không thích tập hay là thích bay nhảy gì cả, thì không cần thích dặn, kể cả như có những cái chuồng có làm dặn đảo đi chăng nữa thì con này rất là ít nhảy. Nhưng đối với gà trắng này thì họ vẫn nó vẫn thích nhảy lên để đầu cũng cao, và con này thì dễ bị tiêu chảy hơn, dễ cảm với Ercoli hơn so với cái giống gà trắng này. Ở các bệnh tim mạch thì thường là mình ít nên là mình sẽ không muốn nói tới ha. Ở đây chủ yếu là mình thấy là con này dễ bị tiêu chảy hơn này, không tiết đậu này, và cái trứng nó không có thơm ngon bằng cái trứng gà trắng. À, đó là những cái thông số cơ bản liên quan đến con gà đỏ và con gà trắng. Ở đây là một số những cái liên quan đến cái năng suất, và nó được cải tiến, tức là liên quan đến cái cải tiến di truyền từ năm 1970 tới năm 2000 đến năm 2020, tức là khoảng 50 năm thì nó đã thay đổi như thế nào, đúng không? Thì chúng ta thấy được rằng là cái lớn nhất ở đây mình thấy đó là tỷ lệ đẻ của nó đã thay đổi rất là nhiều, và cái SCA của nó từ 3 chấm bây giờ xuống còn có khoảng 2 chấm thôi, tức là cái bao nhiêu ký cám ra được một ký trứng á, tính ở trên là cũng tương tự như tính heo thôi, thì một ký bao nhiêu ký cám ra cái trứng thì hiện tại bây giờ nó đã cao hơn, nó đã thấp, rất là thấp rồi, còn khoảng 2 ký thôi. Thì đó là những cái một số hiện tại như vậy. Thì chúng ta thấy cái năng suất nó tăng rất là tốt, và nhưng mà chúng ta phải đi tới một phần thứ hai, chúng ta thấy rằng là gì, bây giờ hiện tại giờ chúng ta ấy, con giống có thể đẻ được có khoảng 80 tuần không? Nhưng bây giờ nó có thể đẻ đến 100 tuần, thậm chí là hơn cái số này, nhưng mà cái giai đoạn nó bị ấy, thì vẫn là 18 tuần thôi. Chúng ta muốn nhấn mạnh cái gì ở đây là gì, cho dù là cái năng suất con gà nó phát triển dài bao nhiêu nữa, có thể sau này là 100 hoặc 150 tuần hay chăng nữa, nhờ cái tiến bộ di truyền thì con gà hậu bị cũng chỉ là 18 tuần, và chúng ta chỉ cần quan tâm trong cái 18 tuần này chúng ta làm được cái gì cho con gà bị, chúng ta tư vấn, chúng ta cải thiện được cái gì cho gà bị để chúng ta có được cái này. À, bao nhiêu năm qua thì 50 năm qua sự phát triển của di truyền nó cũng chỉ tập trung vào phát triển cái sự chăn nuôi cái di truyền giống của con gà bị để làm thế nào trong 18 tuần mà chúng ta có được một cái con gà mái mẹ có thể cho được cái năng suất tốt nhất. À, đó là cái mà quan trọng ngày hôm nay chúng ta đi vào, và trong cái 18 tuần này chúng ta cần lưu ý những cái gì. À, là nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Một số giống gà khác cũng giới thiệu cho anh em biết là hiện tại giờ có thể là có gà Ác này, thì cũng có một số trại khách hàng của mình cũng đang nuôi con gà này, thì những cái thông tin này thì các anh em đọc thêm trên tài liệu, nó là một số giống địa phương thôi. Rồi sau đó là gà Ai Cập, cái này là Ai Cập thuần ngoài Bắc, còn trong này mà mình nuôi con gà trắng á thì chúng ta cũng hay gọi là con Ai Cập, nhưng con đó là con D310 của Carrefour, con đó không có một tí máu Ai Cập nào cả. Nó không có gì liên quan đến Ai Cập cả, nhưng mà người ta dùng từ cho nó quen thôi, chứ ra con này với con này nó có màu này, màu vàng đen và màu trắng,
đánh tinh, nhưng mà nó không giống con đa ba một đâu, nó đẻ ra cái trứng màu trắng chứ không màu hồng. Cái hiện tại cái trứng Ai Cập mà chúng ta hay nói là con D310 là chính, là con đa ba cô, thì trứng nó có màu hồng đỏ. Và chúng ta chú ý ở đây là cái trứng của cái giống cải có một cái ưu thế nhất, đó là chứa ít cholesterol. Thường chúng ta hay quan tâm đến cái này, mỡ máu hay gì đó, thì cái trứng gà này nó lại đáp ứng được yêu cầu đó, nó không béo bằng so với cái trứng gà mà mình đang hay nuôi. Đây là con mình hay nuôi. Ở đây á, một bí mật sẽ được chia sẻ với anh em, chúng ta đi trên thị trường sẽ có rất là nhiều trứng gà, đầu là Isa, CP, Yamcha, rồi Evivet, đúng không, rồi ba tất cả những con đó. Từ vì con này là của ba phân nhé, con này của giáp tai nhé, thì tất cả những con còn lại này đều là thuộc của công ty Hendrick Genetics. Thì đợt đào tạo về cái bài này á, thì cái anh giám đốc cái công ty Hendrick Genetics này cũng có qua và đào tạo cùng với bác em, thì anh cũng chia sẻ về cái di truyền giống của những cái bộ gen của mấy con này là hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác nhau về mặt tính trạng. Khi người ta nuôi thì người ta chọn những con tính trạng mà khác nhau, khác biệt nhau theo tùy theo cái nhu cầu của cái công ty giống đặt hàng và nó đưa ra thị trường. Thì cái con Isa này là của CP, con Bovan này là beo gà, con Sever là của Jaffa, con hai xét của Vivek, thì nó là giống nhau. Rồi bên này con này của Jaffa mới nhập về sau này đang nuôi con này, và ba con này con này, thì các con này thuộc nhóm của bên công ty RW Group. Thì có hai con này là khác loại thôi, còn tất cả đều là giống nhau. Còn con này thì hiện tại đang nuôi ở là Rimao Group, thì nó đang nuôi ở Quốc. Mình chú ý những cái giống này thôi, hiện tại giống thông 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 dụng nhất mà hiện hộ đang nuôi là những cái giống này. Thì tất cả con này đều của Henrik gia tích hết, nó chỉ khác nhau về mặt tính trạng thôi. Nó không mua qua nữa không Beo gà, mua qua cũng được. con này là người ta bán đấy, và còn thứ ba con này nó nằm trong cùng cái giống này thì đưa lên đây thôi. Hai con này silver tiếp tiếp bán ở ngoài đấy không còn silver ba, con sẽ ba là cùng silver sao sao còn đeo hai là bây giờ nó không thể có bằng con này nữa. Còn mấy con này là của công ty giống này nhưng có thể ở Việt Nam có luôn đó, chỉ là nó của công ty này thì đưa lên đây thôi. Rồi ở đây là chúng ta sẽ nói về cái chuyện mà hình thành của con gà mái bầu bĩnh như thế nào. Thì chúng ta có thể rằng là nó sẽ được lai bởi con bố, con trống ha, là con Island Red này, và con mái là con Island White, tức là con bố thì màu đỏ, con mái thì màu trắng. Thì cái con sẽ bao gồm con gà trống 1 ngày tuổi á, nó màu vàng trắng, và con gà mái 1 ngày tuổi thì màu nâu. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là con nào là con trống, con nào là con mái. Cũng là con trống con nâu luôn, nhỏ lại con nâu cáo là trắng nè, gà mái là con màu nâu. Đó, có nghĩa là khi người ta thả lại đi luôn, người ta đã lai cái tính trạng này, có nghĩa là bố là con màu đỏ này, con Island đỏ red này ha, và con mái tạo ra thì hiển nhiên là cái con 1 ngày tuổi ấy, sẽ tự phân biệt với nhau bằng cái màu lông này. Thì đây chúng ta thấy rằng đó là những con gà mái, thì đây chính là cái con sau này lớn lên hay con gà mẹ hiện tại bây giờ của mình. Và chúng ta hầu như không thấy con này đúng không, chúng ta đâu thấy con gà gà trống này đâu, lâu lắm thì chúng ta mới nhìn thấy nó thôi, và nó trắng. Nó sót một hai con thì chúng ta phải vào cái này, chúng ta thấy gà trắng thì đó chính là cái con này. Nhưng mà con này số phận của nó là ra đời là sẽ nó sẽ chết ngay tại tại lò ấp rồi, nó sẽ bị giết ngay tại lò lò ấp rồi, nên là cuộc đời nó sẽ rất là ngắn ngủi ha. Và cái việc nhờ cái việc mà giao phối như thế này thì về mặt di truyền thì nó không có gì khác biệt nhau đâu, nhưng mà nhờ cái giao phối về màu lông này ra cái việc mà phân biệt ngay từ ngoài tuổi, thay vì phải nuôi lớn cái con này mà mình mới phân biệt được, thì bây giờ là phân biệt được ngay từ lúc mới nở ra, lúc trứng mà tạo thành phôi được mấy lần trứng mà tạo thành phôi không biết chống mãi là nó có cái công nghệ đó, thì mình sẽ đi tới phần đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa 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 làm chưa chưa thấy cái đó, nhưng mà ở đây nó sẽ có chứ không phải không có. Thì đây chính là điều xảy ra của thương phẩm này, chúng ta sẽ phải giết nó đi. Thì để mà đi tiếp về cái phần tiếp theo á, chúng ta sẽ phân biệt, thì đây cũng là một cái slide nói rõ hơn thôi, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về cái việc là con nào là con trống và con nào là mái. Thì chúng ta phải lưu ý nhất là cái màu lông ở trên trên người
họ lên trên người của nó là những con mạng nó sẽ sẫm màu hơn. Rồi lúc nãy nói là cái con trống màu gì? Dạ, cái con này phải đi con này trống cái mạng con trống là sẽ màu trắng nha. Thì con này thấy không đẹp, cái gì con này chắc không phải mãi được đúng không? Con nó nhìn nó gần như là đẹp, con nó nhìn là bằng sao biết bên đây. Hẳn con này là con gà mái nhưng mà cái cuốn rôn nó cao nên là nó sẽ giờ nó hướng vào cái dạng như thế này. Cái sự phát triển của vòng màu cái này là của cái việc testosterone, estrogen là của gà mái, còn testosterone là của quả trống không hả? Nó phải không? Mà nó đâu có đẹp không? Nó đẹp không? Thì nó đi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi một cái slide này thôi. Ngày hôm nay chúng ta học chỉ có một cái slide này thôi. Đó. Sẽ đi từng bước một trong cái slide này. Đó. Thì đây là từ từ lúc không ngày tuổi, không không tuần tuổi cho tới 30 tuần tuổi thì chúng ta sẽ học ở đây. Và cụ thể nhất là chúng ta sẽ học sau, nhất là từ cái phần mà từ 3 tuần đến 23 tuần. Và làm cái phần sau này là nó là chủ yếu là kích tế, tức là phát triển về mặt trưởng thành, về mặt thể chất là tới 30 tuần. Nhưng mà cái phần từ lúc 15 tuần tới phần 30 tuần thì cái chỗ này là phát triển về mặt sinh dục, còn từ 15 tuần trở về trước là phát triển về mặt cơ thể hiện tại của nó, sinh dục của nó. À, do đó nếu muốn con gà mái mà nó đạt được những cái tiêu chuẩn, những cái thể trạng, những cái trọng lượng mà mình mong muốn á, thì phải phụ thuộc vào cái chuyện mà từ 3 tới 15 tuần. À, còn từ 15 tuần tới 30 tuần này là cái chủ yếu là tập trung về phát triển về mặt là sinh dục, về mặt phát kích dục như thế nào để đạt được cái này. Do đó khi mà chúng ta mua con gà của chị về ấy, thì nó đã đâu đó là nằm từ 16 tuần rồi, đúng không? 15 16 tuần rồi. Thì cái chuyện mà muốn cho con gà mái tại thời điểm này mà có thể sinh trưởng tốt để mà tăng được cái trọng lượng của con gà hậu bị là điều không không bỏ khả thi. À, do đó là đây chúng ta sẽ tư vấn cho các trang trại chăn nuôi gà bị như thế nào để mà hiệu quả. Còn cái chuyện mà từ lúc mà mua con gà bị về rồi á mà lỡ nó nhỏ hay là nó xấu như thế nào đó đó, bây giờ cậu làm thế nào để cho cải thiện nó, thì câu trả lời là không. Cái gì ấy? Rất là nhiều cái chuyện nó đau bệnh. Jerry cũng là người là từ khi qua Việt Nam và phát hiện ra cái chuyện là từ 15 tất cả đều mua về là lúc 15 tuần rồi, và từ lúc 15 tuần này về mà lúc nó không đạt thể trạng ngay đây, nó không đạt được cái trọng lượng mong muốn ở đây và cái những cái thông số cơ bản về mặt của con đầu bị ngay tại thời điểm này nó không đạt, thì từ đây trở về sau con năng suất nó sẽ phải chấp nhận ở cái mức mà cái trọng lượng đạt ở lúc này, cái mức về mặt tăng trưởng của nó là lúc 15 tuần chứ không có cái nào cải thiện được cả. Do đó chúng ta sẽ đi sâu vào cái chuyện mà từ trước 15 tuần chúng ta sẽ làm những cái gì. Khác biệt lớn nhất ở đây là gì? Ngủ thôi. Dùng không ta rẻ được, không rẻ được. À, khác biệt lớn nhất bây giờ là ngoài thể trạng đúng không? Thể trạng, cô tăng trọng. cô mà đứng coi điện thoại có vấn đề tốt, cô kia thì à, không có liên quan đến đó là thể trạng. Cô mà đeo điện thoại á, số đó thì cô rồi ở đây á chúng ta sẽ có một cái liên quan đến cái chuyện mà đang đọc về dòng thế này, nhưng mà chúng ta đặc biệt cái bài bài soạn của bác Gary. Chúng ta sẽ thấy là các giai đoạn ở đây là tuần tuổi này, anh em để nhé, đây là tuần tuổi nhé, từ 0 tới 22 tuần tuổi thì cái việc mà phát triển cơ quan, cái này là nội tạng nhé, nội tạng của nó thì nó phát triển từ 3 tới khoảng tầm 4 tuần tới 5 tuần là trong cái giai đoạn này là phát triển về trong mặt cái nội tạng của nó là chính. Đối với con gà ha, trước 5 tuần là chỉ tập trung phát triển về mặt nội tạng là chính, rồi sau đó là từ lúc khoảng 5 tuần cho đến khoảng tầm 15 tuần thì chúng ta sẽ thấy cái này là cơ, cái màu xanh dương này là cơ. À, thì nó sẽ phát triển ở đây, rồi cái phần mà hình thành cái nội khung xương nó sẽ nằm ở chỗ này. À, khung xương ở đây. À, khung xương nó sẽ phát triển đều ở đây, và cái giai đoạn phát triển khung xương nhiều nhất nó nằm ở đây và nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn ban đầu của nó là cái canxi nằm ở mức độ này. Còn cái giai đoạn phát triển về mặt sinh dục á, thì nó sẽ nằm ở đây, và sau 22 tuần thì nó chỉ còn là phát triển về mỡ thôi. Đây là chính là nguyên nhân tại vì sao mà càng về phía sau này thì cái chuyện mà giúp cho con gà nó tăng trưởng nó không có nữa, tới đây là hết rồi em để ý. Ở đây là nó đạt cái giới hạn tăng trưởng của nó là tầm 15 đến 16 tuần là hết rồi. Từ đó từ đây trở về sau mà chúng ta có cho ăn cái gì chăng nữa thì nó cũng không phát triển được cái cơ, cái xương hay là cái thể trạng của gà nữa đâu, nó chỉ phát triển những cái phần còn lại thôi, liên quan đến cái phần sinh dục, mỡ hay là cái vùng tạp ứng xương thôi. Đó là nguyên nhân tại vì sao nó không phát triển được ở giai đoạn phía sau. À, anh em có thắc mắc vì sao mà cùng ngày đẻ thường chiếu sáng bao nhiêu người sẽ đến?
Em có thắc mắc về cái chuyện mà vì sao mà gà đẻ thì thường là sẽ là 10 16 tiếng không? Chúng ta sẽ chiếu sáng trong chuồng đẻ 16 tiếng. Đêm sáng. Đúng một từ một ý, nhưng mà cái gà lại buổi sáng là đúng rồi, nhưng mà cái chuyện cái thích nó sẽ đến từ đây. Cái ở Việt Nam mình á, thì cái thời gian chiếu sáng ngày và đêm á, nó có sự chênh lệch, nó không 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 quá nhiều và nó không quá phức tạp. Nhưng mà cái chỗ mà sản xuất ra con gà bố mẹ này á, là ở châu Âu. Và ở châu Âu á, thì người ta sẽ để ý này, từ tháng 1 đến tháng 12 thì cái thời gian chiếu sáng của nó đó, nó sẽ, đây là cái màu đỏ này là phần thời gian chiếu sáng trong ngày nhé. Thì ví dụ như tháng 1 đó, nó chỉ tầm 6 đến 7 tiếng thôi, tầm 7 tiếng thôi. Ông sang tháng 2 thì nó nhích dần lên và đỉnh điểm của nó là từ từ tháng 4 bắt đầu sẽ tăng qua 12 tiếng này. Mình lấy mức bình quân là 12 tiếng đi, thì từ tháng 4 đến tháng 9 thì nó sẽ tăng, thời gian chiếu sáng sẽ dài hơn, ngày nó sẽ lên tới 16 tiếng luôn. Đây chính là cái đỉnh điểm của nó, 16 tiếng, 17 tiếng, khoảng tầm 17 tiếng đúng không? 17 tiếng thì đỉnh điểm của nó sẽ tháng 7 và 10 tiếng. Và cái việc này sẽ ở đây là sẽ là mùa đông. Và con gà khi mà cái tập tính ban ban đầu của con gà thì nó sẽ sinh đẻ vào thời gian này. Khi mà thời gian chiếu sáng ở trong ngày dài tới 15 16 tiếng thì con gà sẽ bắt đầu đẻ. Gà tự nhiên đấy nha. Em hiện theo kịp không, em không kịp hỏi liền nhá. Có nghĩa là nó sẽ là con gà, tại sao là khi mà bình thường trong giai đoạn này nó chỉ ngủ sinh trưởng bình thường thôi. Nhưng mà cái đến cái mùa giao phối của nó đó, cái mùa mà để nó di truyền giống á, thì nó sẽ bắt đầu từ tháng 4 cho tới tháng 9. Và nhận diện con gà bằng cách nào? Nó sẽ nhìn, nó sẽ ghi nhận cái chuyện mà đã đến mùa giao phối rồi, đã đến mùa để chúng tôi tạo di truyền giống rồi, để đẻ con đẻ cái rồi, thì nó sẽ nằm ở trong từ tháng 4 này, và nó sẽ đánh giá bằng chuyện là thời gian chiếu sáng trong ngày dài hơn. Có nghĩa là thời gian chiếu sáng của mặt trời trong ngày dài hơn, thì nó được hiểu rằng là đã tới mùa hè, đã tới cái mùa mà giao phối. Và chính điều đó là chúng ta đang làm cho con gà, khi mà cái giai đoạn hết kết thúc giai đoạn gà hậu bị đi thì chúng ta sẽ đẩy thời gian chiếu sáng này lên đây, và chúng ta cứ duy trì hoài như vậy thì con gà nghiễm nhiên là vẫn đang là mùa sinh sản, nên là cứ đẻ thôi. Do đó bất cứ một cái điều 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 gì đó mà làm cho chúng ta đang ở 16 tháng 10, chiếu sáng ở tầm 16 17 giờ này mà chúng ta giảm xuống, lập tức con gà nó nghĩ là đã qua cái mùa sinh sản và tỷ lệ đẻ sẽ giảm theo. Em hiểu nha, có nghĩa là tại vì sao mà con gà nó đẻ và phải duy trì 16 tiếng là vậy. Cứ miễn là trong ngày nó chiếu dài 16 tiếng thì con gà nghĩ là vẫn đang trong mùa sinh sản. Ngày mình chiếu sáng cả năm như vậy thì con gà nó nghĩ là cả năm nó vẫn đang là vẫn chưa hết mùa. Nó mặc nhiên như vậy thôi. Nó đơn giản là chưa hết mùa đẻ thì cứ đẻ. Nhưng chúng ta chỉ cần thay đổi ánh sáng thì lập tức con gà nó sẽ nghĩ là tới mùa đông rồi. Nên là con gà hậu bị của mình thường nó chỉ được từ mùa xuân sang tới mùa hè và mùa hè mãi mãi luôn. Chứ nó không có dừng, nó không có được sang mùa đông. Nó sang mùa đông có nghĩa là chúng ta bán loạn. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà con gà phải chiếu sáng 16 tiếng. Nói cái đó thôi là anh em vô trại có thể hoàn toàn nói chuyện với trại rồi á. Đố anh biết tại sao con gà phải chiếu 16 tiếng nó mới đẻ. Đó là cái tập tính của con gà. Rồi, đây là chúng ta sẽ thấy rằng là cường độ, đây là tại hở nhé. Tại hở là tại mình đang gặp nhiều nhất. Thì cường độ chiếu sáng về ban ngày, ban ban đêm đó, cái bóng đèn này, thường khi mà mình xài bóng đèn led mà các loại mà 5-7 W á, thì nếu chúng ta đo thì trong những góc chuồng các thứ, các chuồng mà những cái vị trí con gà đậu này thì tầm 4 tới 6 lít thôi. Anh em biết biết đo ánh sáng chưa? Chúng ta tải cái phần mềm lít đo ánh sáng ở trên máy về ha. Anh em nào biết thì có thể hỏi em kỹ thuật để tải về ha. Thì chúng ta vô chuồng chúng ta có thể đo ở ngay giờ cái vị trí con gà đứng ở đây này. Những cái chuồng nào mà ban ngày thường nó chỉ khoảng tầm ban ban đêm á, thường chỉ 6 tới 4 lít thôi. Nhưng mà ban ngày á, do ánh sáng mặt trời bên ngoài này mà nó chiếu thẳng vào á, là nó lên tới cả ngàn lít, còn nếu không là ít nhất cũng phải tầm 500 600. Thì cái chênh lệch này rất là lớn. Thì do đó chúng ta cần phải lưu ý về cái mặt ánh sáng là bởi vậy. Chính vì đó nên là chúng ta sẽ cần phải lưu ý về ánh sáng, cường độ bao nhiêu, độ chiếu sáng bao nhiêu. Thì đi sâu vào cái phần ánh sáng này thì sẽ có một bài riêng nữa, nhưng hôm nay mình sẽ nói sơ về cái phần này. Thì ở đây anh em cần phải chú ý vì lý do là cường độ ánh sáng về ban ngày và ban đêm nó có sự khác biệt rất là lớn. Do đó chúng ta muốn con gà nó tưởng tượng được hoặc là nó hình dung được là trong ngày liên tục 16 tiếng thì chúng ta phải đảm bảo được ánh sáng ban đêm này nó phải gần đạt như là cái ánh sáng ban ngày. Rồi, chúng ta sẽ đi đến cái bước tiếp theo là chuẩn bị cho cái chuyện mà nhập con gà hậu bị như thế nào. Mục tiêu của chăn nuôi gà hậu bị chỉ là làm thế nào để chúng ta có được con gà đẻ tốt nhất.
con gà đẻ tốt nhất. Thì để chúng ta phải đứng gần đây để cái mấy bạn online mới nghe được. Rồi thì con gà hậu bị chúng ta mục tiêu duy nhất là làm thế nào để cho chúng ta có một giai đoạn đẻ tốt nhất. Hậu bị tốt thì sẽ chúng ta phải có con gà đẻ tốt. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái việc mà chuồng gà hậu bị lúc mà mình nhập gà, thì cái này cũng tương tự như gà thịt thôi, chúng ta có thể ứng dụng được cho gà thịt luôn. Thì cái cụ thể thông tin thì sẽ để ở trong tài liệu rồi, anh em chúng ta sẽ đọc ha. Nó sẽ có những cái điểm liên quan đến sự chú ý về mặt nhiệt độ này, anh em thấy là còn phải chú ý về mặt nhiệt độ 35, 36 tuần ngay cái thời điểm mà lúc nhập gà. Và chúng ta sẽ để ý là trong vòng 48 đến 72 giờ đầu tiên á, thì độ ẩm tương đối trong chuồng nó sẽ thấp thôi, nhưng chúng ta sẽ phải đảm bảo được là cái nước ở trong chuồng con gà phải tìm thấy được. Thì đặc biệt là đối với những cái chuồng mà gà của bên ngoài mình thì dùng cái ấm nấm chuồng rồi, còn nếu thì cái đúng này thì bắt buộc chúng ta phải kê để sao cho nước nó nhỏ vào trong cái máng này để cho gà con nó nhận diện cái máng uống này, và chúng ta sẽ sát xuống đây để con gà có thể nhận diện được cái máng này là máng uống, và sau đó chúng ta mới nâng dần lên. Thì người ta sẽ, nếu mà tốt nhất nhé, nếu mà đặc biệt là ở tại miền Đông này chẳng hạn, hoặc là ở ngay tại Đồng Nai này, thì nếu con gà về tới tại nhé, thì nếu đảm bảo được trong vòng khoảng tầm 3 đến 4 tiếng, đặc biệt là gà trắng ấy, thì họ sẽ cho ăn trước khi cho uống. Nhưng mà đối với gà của mình thì thường là phải 5 tiếng mới về tới tại, nhưng mà phải ưu tiên là cho uống rồi mới ăn. Chúng ta phải lưu ý cái chuyện đó. Cái việc mà cho ăn cho uống này nó khá là phức tạp. Chúng ta sẽ đọc vào trong cái phần tài liệu này, thì sẽ không đi sâu vào cái phần này, bởi vì cái này nó đã được dạy rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ tập trung vào chỉ tập trung vào những cái thông số là liên quan đến cái nhiệt độ này, nhiệt độ đúng ở ngay thời điểm ban đầu về, và thời gian chiếu sáng, thời gian mà sưởi ấm trong vòng 48 đến 72 giờ đầu tiên đó. Thì những cái này thì là chỉ là giúp cho con tìm được nước uống thôi. Rồi chúng ta sẽ gỡ tất cả các hộp gà ra phân phát chúng trong nhà, tất cả những người và chúng trên nắp hộp không, và chúng ta sẽ sử dụng những cái hộp này để đặt thức ăn lên đó, để cho con gà nó có thể nhận diện thức ăn hơn. Tức là cái thùng gà này chúng ta có thể đặt hết trong chuồng và rắc cảm lên đó, để cho con gà nó có thể tìm được thức ăn nhanh nhất có thể. Và chúng ta chỉ ngắt cái thiết bị mà ấp gà khi mà con gà đã đủ lông, thì thường là đâu đó khoảng tầm 7 ngày thì nó đủ lông tơ để chúng ta có thể thay đổi cái phần này. Đây là các tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ đọc cái phần tiêu chuẩn này. Nhưng nghĩ là trong phần tiêu chuẩn này chắc là cũng sẽ có thi đấy. Thì chúng ta sẽ để ý thế này thôi, thì trong cái máng dài bao nhiêu con trên 1 mét vuông, máng dài có nghĩa là cái chiều dài con gà sẽ đứng chung ăn chung với nhau á, giống như cái hình đầu tiên á, thì chúng ta sẽ hình dung được cái hình này, thì có nghĩa là 50 con trên 1 mét dài này. Đây, cái máng này là cái máng máng dùng cho gà nuôi gà vịt, ta sẽ ưu tiên dùng cái máng này, thì cứ 50 con 1 mét. Rồi cái nào không hiểu các em hỏi nha. Thì máng chuông thì cứ tiêu chuẩn của nó là 80 đến 100 con, cái máng lợn này thì là 50 con, chén vuông này thì cho gà uống, thì chén vuông này thì ở Việt Nam mình chắc cũng không nhìn thấy nhiều đâu, cái chén vuông này thì 10 con. Đó là cái tiêu chuẩn của một cái chuồng để mà ủng gà hậu bị. Thì gà hậu bị thì ưu tiên xài cái núm này, cái núm này để cho con gà con đứng ở bất kỳ góc nào, nó đứng ở 75 độ là có thể uống được nước rồi. Còn đối với cái núm này thì thường dùng cho gà đẻ, và nó gắn ở trên đỉnh đầu, con gà nó sẽ với lên uống, nó ngửa cổ lên nó uống, và khi nó đẩy cái mỏ lên đây thì nước sẽ chảy thẳng vào trong cuống họng nó. Thì cái núm này sẽ trao thường sẽ dùng cho con gà đẻ, còn này dùng cho gà hậu bị. Rồi chất lượng nước thì chúng ta sẽ đi qua phần này, nó sẽ có yêu cầu màu sắc nước, rồi không nhiễm vi sinh có hại, không nhiễm khoáng chất có hại, pH trung tính, đây là tiêu chuẩn chung của tất cả các loại gia súc gia cầm, thì đều có những tiêu chuẩn tương tự như nhau. Đây là chất lượng nước dùng trong chăn nuôi, đây là cái bộ tiêu chí của nó. Thì cái này là cái tiêu chuẩn của Việt Nam đã quy định rồi, tốt thì nó sẽ ở đây, còn nếu mà vượt qua cái mức này thì là không đạt. Khi chúng ta cầm kết quả mà test nước từ các trung tâm nước gửi về cho trại ấy, thì chúng ta có thể so vào các bảng này để chúng ta đánh giá được cái nước của trại có đạt tiêu chuẩn hay không. Thì đây là những cái bộ tiêu chuẩn của nó. Nhưng mà anh em có để ý không? Ví dụ như ở đây này, chúng ta thấy rằng là nó nằm ở mức mà từ 100 đi tới 250 thì sao? Nếu mà nước tốt á, thì ví dụ cái xung phát này nó phải dưới 100, hoặc là sắt lên hạn đây nó phải dưới 0.5 mg trên lít. Nhưng mà nếu mà nước xấu là phải trên 2.5, vậy thì cái khúc mà từ 0.5 tới 2.5 này thì sao? Được, nó vẫn là một cái khoảng rất là cần phải cẩn trọng. Có thể nó sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức tới con gà, nhưng mà nó sẽ tích lũy trong cái đường ống nước. Chúng ta phải tư vấn là những cái tạ nằm cái nước đó, nó nằm trong cái khoảng này, nó nằm trong khoảng giữa này, thì
chúng ta phải lưu ý về mặt vệ sinh hệ thống đường uống rất là quan trọng. Nếu mà nước mầm cái chuẩn này thì cái đường ống có thể không cần quan tâm lắm những việc vệ sinh, nhưng mà nó nằm ở ngay ở giữa này thì mặc dù vẫn đạt tiêu chuẩn uống nước để cho sử dụng gia cầm, nhưng mà cần phải vệ sinh đường ống thường xuyên. Đó là cái lời nhắc nhở ở trong cái phần chất lượng nước. Đây, chúng ta cần phải để ý là những cái thường những cái ống cuối vòi này, anh em nếu mà được đi vào tải á, thì anh em có thể là cầm cái chai hay cái đồ gì đó mà chúng ta hứng nước ở ngay cái vòi này để chúng ta đưa cho tải nhìn thấy để biết được cái đường ống của trại sạch dơ như thế nào. Đây là một số những cách mà chúng ta đang từng làm. À, tức là khi vào được tại người ta phản ánh là phân ướt rồi gà bị tiêu chảy hay là đó, thì chúng ta chỉ cần mở cái vòi nước ở ngay cuối của cái đường ống á. Đây là đầu đường ống nha, nhưng mà cái đầu này mà nằm ở phía cuối chuồng á, đầu đường ống á, chúng ta xả nước ra có thể thấy như thế này. Em có thể nói chuyện với tại về cái chuyện mà vệ sinh đường ống. Đây là một trong những cái mà cơ bản nhất mà chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện với tại khi mà tại phản ánh về mặt phân ướt hay là phản ánh về mặt là gà bị tiêu chảy, thì ngay cái đường ống chúng ta nhìn thấy cuối đường ống hầu như lúc nào xả cũng sẽ ra như thế này. Anh em phải lưu ý nhắc nhở để tại vệ sinh cái đường ống này. Thì nội cái việc mà chúng ta làm tốt cái chuyện này thôi ấy, thì gà sẽ đỡ phân ướt ngay lập tức. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp những cái lưu ý. Tất cả những cái này chỉ là những cái hình ảnh thôi, anh em có thể hiểu được ngay tại tại lớp là bởi vậy. Nó toàn một lời nhắc và là những lời nhắc nhở. Và khi chúng ta nhìn hình ảnh là chúng ta sẽ nghĩ đến gì? Cái cách dạy của bác hay là vậy, có nghĩa là chúng ta chỉ cần vào quan sát và từ cái hình ảnh đó chúng ta sẽ suy nghĩ và chúng ta sẽ đưa ra hành động. Thì như lúc nãy chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh là cái đường ống nước dơ như vậy, chúng ta sẽ lưu ý đến việc xử lý nước và cái việc mà chúng ta xả nước ra nhìn thấy dơ hòi như vậy, nó sẽ làm đập vào cái ảnh hưởng vào ông trại ngay lập tức. Thay vì chúng ta hàng ngày chúng ta cứ nói ra là các anh phải vệ sinh đường ống, người ta có thể không làm, nhưng chúng ta vô trong trại và chúng ta lấy cái ca chúng ta hứng cái nước và đưa cho họ xem, thì đó sẽ là cái hành động mà giúp cho người ta ngay lập tức, người ta có thể làm vệ sinh đường ống ngay lập tức cho chúng ta được. Rồi đi tiếp theo, đây là một cái chuồng nuôi hiện tại á. Cái chuồng nuôi hiện đại có thể là chúng ta chưa thấy bao giờ luôn, nhưng mà đây là cái chuồng để nuôi gà hậu bị. Thì gà hậu bị á, họ sẽ ưu tiên nuôi bằng cái máng này, nó gần giống như cái máng heo á, máng dài của heo á. Và anh em có thể là nó có từng ô này không, có nghĩa là mỗi con bút đầu vô là một ô. Nó đảm bảo gì? Nó đảm bảo tất cả con gà đều ăn được như nhau và độ đồng đều của con gà là tối đa. Thay vì cái máng lậu chẳng hạn, thì một cái máng lậu như vậy 50 con, nhưng ra không thể nào mà đứng được 50 con trong cái lậu đó được. Nó chỉ đứng khoảng 10 con thôi, và 10 con này ăn no xong rồi mới 10 con khác vào, thì nó vẫn đáp ứng được đủ nhu cầu nhưng mà nó sẽ không đồng đều. Còn đối với cái máng này thì cứ mỗi con một ô, mỗi con một ô, mỗi con một ô à, thì cứ 1 mét như vậy 50 con ở cả hai bên. Thì ở đây đó là nghĩa giới thiệu sơ về cái chuồng này. À, ở đây là cái lồng để đẻ à, vậy thì ở đây anh em thấy có điều gì sai? À, đây là cái chuồng để chuyển gà hầu bị nuôi từ 1 ngày tuổi nha, cái dịch nó sẽ bị ra như vậy thôi, nhưng mà cái giờ nhập gà 1 ngày tuổi vào đây nuôi, thì anh em thấy cái chuồng này có cái gì đó không đảm bảo yêu cầu chỗ nào? Đây không có gà nha, đây là cái ổ đẻ à. Thì nguyên tắc là gì? Những cái này là sẽ dùng vúc tầm 17-18 tuần, mà bây giờ mới nhập gà 1 ngày tuổi mà nó đã nằm ở đây rồi thì không đảm bảo. À, và khi đó con gà lúc đó nó vẫn đang làm con gà con, mà nó vẫn đang làm gà cho ai, nó chưa có bất cứ một cái tập tính gì đẻ cả, thì nó sẽ tưởng chỗ này là chỗ gì? Nó chưa trưởng thành về mặt sinh dục mà. Đúng, chính xác, nó sẽ tưởng đó là cái nhà để đi vệ sinh. Nó chỉ tưởng nó đơn giản cái chỗ đó tối như vậy là vô đó nó đi vệ sinh thôi chứ không gì hết. À, và điều này là cái điều chúng ta cần phải lưu ý. À. À, chính vì cái nguyên nhân đó nên là cái trại mà nào mà cái những cái mảng mà trong cái mảng mà chúng ta thấy là nó đã phân đầy trong đó, thì có nghĩa là họ đưa cái lồng đẻ, cái ô đẻ đó vào quá sớm, đưa vào quá sớm, mà lúc đó con gà nó chưa có tập tính gì đẻ hết, thì nó sẽ mặc nhiên cái ổ đó là cái chỗ đi vệ sinh và sau này nó cứ đi vệ sinh vào đó luôn. Rồi chúng ta đi được 2 phần nội dung rồi ha. Đầu tiên là giới thiệu giống, thứ hai là chuẩn bị về những cái chuồng như thế nào để chăn nuôi ha. Tiếp theo là con gà con ở nhà máy ấp thì họ sẽ được, nó sẽ được làm những cái gì? Thì trả lời câu hỏi lúc nãy của Phi đúng không, là có cái nào để làm cho nó từ lúc trong trứng là biết cái nào trứng đóng, cái nào trứng mãi rồi đỡ phải nở ra để giết nó tội nó đúng không? Thì có à, đây là 4 công ty đã làm được chuyện đó. Ê, nó họ đã làm được cái việc mà nhận diện được cái con trứng của con nào là con trống, trứng nào là của con mẹ rồi à, đây là 4 công ty đã làm được cái chuyện này ở trên thế giới. 4 công ty này đã làm được cái chuyện này rồi, và cái việc mà công nghệ này
chắc là do mắc quá hay sao đó, nhưng mà nó chưa được phổ biến nhiều, nhưng mà đã có bốn công ty này là đã làm được cái chuyện đó rồi. Đó là giải trả lời câu hỏi của Huy là làm được không là làm được, có bốn công ty đang làm rồi. Đây cách họ làm ở đây, đây là những cái này hiện tại nó ra không khó, nhưng cũng phải thích được. Đây là những phương pháp của họ này, họ test cái trứng á, cứ một quả trứng họ test ELISA, test PCR, những cái test này và những cách này thì giống như cái công ty này đi, chỉ cần hết nhỏ hơn một giây bằng cái phương pháp này họ là có thể nhận diện được là con nào là con trống, con nào là con mái rồi. Còn có những cái phương án như ở PCR thì lâu hơn, phải 60 phút đến một tiếng. Đây, 15 phút, 60 phút, 20 phút. Đây là những cái công ty và những cái cách lựa chọn trống mái từ trong trứng của họ bằng những cái phương pháp của họ. À, những cái thứ này không có rõ để mà biết sâu, nhưng mà giới thiệu sơ em biết là đã có bốn công ty này làm được cái chuyện đó rồi. Cắt mỏ, cái này thì là họ đã cắt mỏ, đây là cái máy để mà cắt mỏ, và cái việc cắt mỏ này bản thân ở châu Âu người ta cũng không, tức là về mặt nhân đạo động vật họ cũng không muốn cho con gà phải đút cái mỏ nó vào trong cái máy nhiệt để cắt, và họ sử dụng những cái, đây là một số những cái phương án mà họ đã làm giải pháp thay thế cho việc cắt mỏ. Thì họ kiểm soát những cái việc mà chọn lọc giống, chọn những cái giống mà gà mà về mặt tính trạng nó hiền á, nó không có nhiều những cái độ mà xung để đánh nhau hay gì đó, thì ta sẽ chọn lọc. Đây là một số những cái phương án mà người ta dùng để thay thế cho việc cắt mỏ gà. Ở Việt Nam thì mình chưa nặng về cái vấn đề mà nhân đạo cho động vật, nên là vẫn đang có cắt thoải mái, ngày một con cắt 3-4 lần, đến to rồi còn có đè ra cắt mà tôi không vấn đề gì cả. Nhưng mà chia sẻ cho anh em là đây là những cái cách đây những có thể đá này để mài mỏ nhọn này, rồi những cái rơm này, những cái cách này để giúp cho con gà có thể mà đỡ cắn nhau. Rồi chúng ta đi tiếp là con gà một ngày tuổi ở trại ở nhà máy họ sẽ bắt buộc phải làm cái Maxim Marek này. Thì đối với gà beo, để lưu ý cho anh em luôn, hiện tại giờ con gà beo của gà của mình á, thì khi mà nó báo giá ra đó, anh em thấy dù thấy 17.000 hay 18.000 gì đó, thì cái giá đó là giá chưa có vaccine. Anh em phải hiểu nha. Giá đó là chưa có vaccine, giá đó chỉ có con gà thôi và có công làm vaccine. Thì như vừa rồi là bên bên chỗ Lâm Đồng có mua gà bên này là thì cái vaccine là hết cái giống tả và Marek rồi đó nha. Thì bên công ty á, họ sẽ hỗ trợ bên bên chỗ mà lò ốc á, họ sẽ hỗ trợ chích cho mình trước khi xuất gà ra, nhưng mà vaccine á, thì mình sẽ liên hệ với bên cung cấp và họ sẽ cung cấp tới nhà máy và nhà máy sẽ chích cho mình. Nhưng mà cái giá báo ra là chưa có nha, đó là đặc biệt riêng và lưu ý. Vào Marek chung của bên công ty MSD hả? Của MSD thì nó vào 1.6 triệu cho Marek và MSD chích cho 2.000 gà. Nhưng mà cái Marek đây là Marek B1/3 là chỉ B1/3 1/3 đó là Marek. Anh em lưu ý cái vaccine này là riêng con giống nó sẽ có cái đó. Và đối với con gà thịt ấy, thì mặc nhiên người ta đã chích rồi, người ta bán không có quan tâm gì cái chuyện đó nữa, nhưng đối với con gà hầu bị beo của mình nhá, các con khác không biết nhá, nhưng con beo của mình thì giá báo ra là chưa bao gồm cái này, thì chúng ta phải thêm 800 đồng nữa. Và chúng ta chỉ cần như hiện tại các trại đang làm thì báo cho bên Tân Tiến, thì bên Tân Tiến họ sẽ giao vaccine qua cho bên chỗ công ty beo và beo sẽ chích cho mình trước khi xuất ra. Thì giá bao gồm vận chuyển là 800 đồng, bao gồm có cả Marek và thịt tả. Rồi đó là cái lưu ý. Gạo bị đang có rất là nhiều, tháng 5 này là sẽ rất là nhiều. Tiêm Marek thì ở trên thế giới thì có những cái phương án họ có thể tiêm vào trong trứng luôn. Đây là một số những cái tiến bộ thì mình sẽ để biết thôi. Tức là ở Việt Nam thì vẫn đang thích ở tại ngoài. Thì đó là những cái lưu ý về con gà ấp. Chúng ta đi hết một nửa đường rồi. Chúng ta giờ đi đến cái quan trọng nhất là thức ăn. Thức ăn cho con gà hậu bị. Cái đầu tiên là cái cung cấp thức ăn cho gà hậu bị. Đây là cái mà nhiều chia sẻ này. Tức là bên cái con gà hậu bị tốt nhất, ưu tiên tốt nhất của nó, nếu như trang trại mới hoặc là những cái trang trại về sau này mà muốn phát triển, đây là những cái tiến bộ chúng ta hoàn toàn có thể tư vấn cho trại nha. Đây là cái tiến bộ chúng ta có thể tư vấn. Bây giờ hiện tại là nếu mà của công ty giống Ta Khang là hiện tại họ đã nhập cái này về để nuôi rồi, thì
khi mà như thế này các con gà sẽ mỗi con sẽ có một cái ô để ăn, nó không bị cạnh tranh thức ăn với nhau, thì khi đó mới đảm bảo được cái sự đồng đều cho gà vị. Còn cái này thì thường về dùng nhiều nhất thì cái này hay dùng cho gà thịt, đây là cái miếng lẩu này bình thường. Rồi chúng ta sẽ đi với ba phần quan trọng nhất của cái thức ăn là thành phần dinh dưỡng, cấu trúc thức ăn và sự phân bổ thức ăn. Đây là một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý nhất nhé. Liên quan đến thức ăn thì bình thường chúng ta bên ngoài á, anh em thường hay quan tâm nhất là đồ đạm và năng lượng. Thì ở đây là một cái mới, có thể anh em nào học channel thứ y rồi sẽ biết, nhưng mà anh em nào ngoài ngành thì đó, thì đây là một cái để anh em có thể hình dung đơn giản nhất. Lysine, cysteine, methionine, arginine, tryptophan, đây là những cái axit amin quan trọng trong thức ăn đang có. Và cái việc mà từng loại axit amin này này nhiều á hay ít á, nó phụ thuộc vào việc là nó cân đối như thế nào. Và ở đây cái mà dùng để cân đối axit amin, anh em rõ nghe rõ, cái dùng để cân đối axit amin trong một khẩu phần thức ăn là lysine, cái cột thấp nhất này. Mình cứ tưởng tượng cái phần dinh dưỡng nó nằm ở trong cái thùng này, tức là những cái mà con gà có thể tiếp nhận được nó nằm trong cái thùng này, thì cái miếng ghép thấp nhất là lysine, bởi vì cái này là quan trọng nhất. Và tất cả những cái axit amin còn lại này, họ sẽ cân đối cái thành phần, cái tỷ lệ dựa theo cái lysine này. Do đó cái mà trên bao bì mà anh em, nếu mà anh em để ý mà nếu sản phẩm của mình cao đối thủ thì anh em hoàn toàn có thể nhấn mạnh chỗ này. Hoặc là nếu chúng ta muốn nhận diện một sản phẩm tốt, một sản phẩm xấu thì nó cũng phụ thuộc vào cái này. Trên bao bì có cái lysine này, tỷ lệ của nó thường là dao động vào tầm 0.9 cho tới khoảng 1.2 tùy theo sản phẩm. Nhưng mà cái lysine của công ty nào mà cao nhất thì gần như có thể khẳng định được là dinh dưỡng của cái sản phẩm đó rất cao. Đặc biệt là ví dụ chúng ta đi đấu với sản phẩm đối thủ và chúng ta để ý thấy lysine của đối thủ cao lắm thì chúng ta cần phải để ý. Thì tất cả những cái axit amin còn lại ấy, nó sẽ cân đối theo cái thằng này, là lysine, minimum này, là lysine, đó là cái quy luật, đây là một cái tên cái quy luật thôi, cân đối theo cái thằng thấp nhất. Rồi đối với con gà thì ngoài cái phần dinh dưỡng ra thì cái mà chúng ta cần quan tâm đến tiếp theo đó là con gà hầu bị nó khác con gà thịt ở chỗ nào. Đó là ngoài cái chuyện là đủ năng lượng ra thì cần phải quan trọng là phải đủ cái thể tích, tức là đủ cái lượng á. Tức là chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta sẽ có một cái khẩu phần cho con gà hầu bị ăn á, nó sẽ có hai phần. Một là phần dinh dưỡng trong cái bao cảnh đó là bao nhiêu, nhưng mà cái quan trọng thứ hai là trong giai đoạn bao nhiêu tuần tuổi con gà phải ăn được bao nhiêu cá. Có thể có những anh em sẽ hiểu là có những anh em thì biểu cảm ta dinh dưỡng cao hơn thì có thể ăn ít hơn, cái đó không đúng. Con gà phải đáp ứng cả hai điều kiện. Một là ăn cho nó đủ cái no. Và cái no đó nó giúp là gì? Đẩy cái bao tử nó to ra. Cái lượng ăn, cái dinh dưỡng nó có thể quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là cái bao tử của con gà nó phải quen với cái việc là lượng ăn đó nó phải tăng dần. Từ lúc 3 ngày cho tới 15, 17, 18 ngày để cái lượng ăn trong cái bao tử nó tăng lên. Thì cần phải chú ý đối với con gà bị không chỉ đơn giản là cứ dinh dưỡng cao là được, mà phải đáp ứng được hai tiêu chuẩn. Một là phải ăn nhiều, ăn đủ cái lượng, ăn nhiều quá không được nha, ăn đủ cái lượng mà nó yêu cầu. Sẽ có cái bảng, anh em sẽ thấy có cái bảng, nhưng mà nó sẽ có yêu cầu. Và cái thứ hai nữa là phải đủ cái dinh dưỡng của nó. Có hai yếu tố đó luôn ha. Thì đây chính là cái bộ thực phẩm sắp tới mình sẽ bán nè. Chưa có thông tin nào về cái này bên ngoài không? Hôm nay học cũng không cần, ta sẽ nhớ thôi, nhưng vẫn chưa có sản phẩm để bán. Nhưng mà đây là dự kiến sắp tới, chắc là nhanh trong tháng 5 sẽ có là đối với Anco sẽ là M76, M861, M87, còn đối với con cò sẽ là C26 này, C261 này, C27, đối với bao vàng sẽ là S86, S861, S87. Dinh dưỡng của nó sẽ là trong 0-6 tuần tuổi, 21 tạ dinh dưỡng đây. Và ngoài ra mình có một cái sản phẩm đặt hàng là có salinomycin. Thì đối với cái thử nghiệm chi tiết thì cái salinomycin này nó cực kỳ quan trọng, nó sẽ giúp cho con gà ở Việt Nam mình nuôi bắt buộc phải có cái này. Và salinomycin nó sẽ vừa kiểm soát được cầu trùng và kiểm soát được viêm ruột thải tử luôn nhé. Salinomycin ở con gà hầu bị này có thể kiểm soát được viêm ruột thải tử luôn. Và đây chúng ta thấy là lysine 1.2, 0.95 và 0.7 tùy theo cái nhu cầu của nó. Đây, còn đây là kích thước viên. Gà nhỏ thì sẽ là mạnh 2.5, rồi sau đó lên 4,
đó là cái bộ sản phẩm mà chúng ta sẽ bán. Một kg trên đoan là cái gì là một con á, một con. Con giai đoạn từ 0-6 tuần tuổi là một ký cá, một ký cá từ 0-6 tuần tuổi là một con một ký cá. Giai đoạn từ 7-12 tuần tuổi là một con 2 ký. Ở đây là tới 18 tuần là 3,6 ký, nhưng mà thường tới 16 tuần là khoảng 3 ký ấy, nha. Nếu chúng ta gạo thì ở Việt Nam mình nuôi là khoảng 7,6 ký là khoảng tầm 6 ký. 6 ký tới 16 tuần. À, 6 ký tới 16 tuần, tới cuối tuần 16 luôn là đến 6 ký. Làm gì mà rẻ vậy? Không có đâu. Mấy rồi. Tiếp theo là quy trình chuyển đổi thức ăn, thì cái này anh em đều đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi ha. Cứ 100 rồi 25%, 50%, 55-75 rồi cắm mới cắm cũ á. À, cắm xanh là cắm cắm cũ này, cắm đỏ là cắm mới, thì chuyển đổi như vậy, chuyển đổi như vậy ha. À, không có gì hết. À, mức cám trong máng. À, quan trọng nhất của một con gà nuôi gà của mình là thịt thì chúng ta sẽ áp dụng theo một cái cách khác tùy theo cái tình hình thực tế ở trại muốn kích thích cho ăn hay là không kích thích cho ăn nhé. Nhưng mà đối với gà hầu bị thì hết sức lưu ý điều này. Gà mái hầu bị muốn cho ăn tốt thì chúng ta phải làm sao cho nó hết thức ăn và sau đó ăn lại. Có nghĩa là trong một ngày ấy, là phải có một quãng nghỉ ăn ở giữa sạch mái rồi sau đó chúng ta mới cho ăn lại, chứ không nuôi theo kiểu như thế này được. À, điều này sẽ làm cho cái lượng ăn trong trong ngày con gà không đạt được cái mức mà tiêu chuẩn đưa ra. Anh em chỉ cần hiểu như vậy là ok rồi ha. Có nghĩa là chúng ta cần sẽ phải có khoảng giữa, thì đi tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái chuyện là cho con gà ăn như thế nào, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là nếu cho ăn như vậy thì nó mới đạt. Ở đây chúng ta sẽ có thời gian trống mãi này. À, hành vi đây những cái cách cho ăn con gà nó sẽ dựa trên cái việc là hành vi tự nhiên con gà khuyến khích diều để cho nó giúp cho cái diều của con gà phát triển á. Con gà hầu bị muốn tốt á mà đẻ tốt á là bắt buộc cái diều nó phát triển, tức là cái diều nó phải nở, chứ còn nếu cái diều nó không đạt được cái trọng lượng giống như cái heo heo nãi cũng vậy luôn, heo nãi nó cũng tương tự như vậy nhé. Tại vì cả hai cái này mình sẽ kết hợp luôn nói cho anh em á, thì con heo nãi cũng vậy, ngoài cái việc là ăn bao nhiêu ăn cái gì chứ thì còn phải ăn cái lượng bao nhiêu nữa. Thì thế nên nếu như con gà con nãi hoặc con heo nãi hầu bị cũng như con gà hầu bị này mà chúng ta chăm thịt á thì cái dinh dưỡng nó cao á, thì cái lượng ăn nó ít, mặc dù nó vẫn đủ dinh dưỡng cho phát triển, nhưng cái diều cũng như cái bao tử của nó không phát triển, tức là nó không có to ra, giống như ăn cái bụng nó phình lên. Thì đối với con gà bị, đối với con heo nãi thì đều phải yêu cầu cái bao tử nó phải to ra thì nó mới đảm bảo được cái yêu cầu là con đó mới đạt tiêu chuẩn. Chứ còn nếu mà mình chỉ cho ăn đủ chất thôi là chưa đủ. Nhắc lại lúc nãy có hai cái, một là ăn đủ lượng và thứ hai là ăn đủ chất, chứ còn ăn đủ chất không là không đủ. Rồi muốn làm được điều đó thì chúng ta sẽ cho ăn như thế nào? Đây là buổi tối ha, hai cái phần bên ngoài là tiếng là buổi tối, thì cái thời gian ban ngày nó chỉ vào từ 8-12 tiếng đúng không? Thời gian ban ngày nếu có những ngày ngắn ngày dài thì nó khoảng 8-12 tiếng. Thì chúng ta phải cho ăn lượng ăn buổi sáng một ít, buổi chiều có thể là nhiều hơn cái buổi sáng này, và nó sẽ có thời gian trống máng ở giữa này. À, thời gian trống giữa này thì nó khoảng tầm 1-1.5 tiếng, anh em lưu ý cái chỗ này ha. Rồi mục tiêu là để cho gà ăn trống máng vào giữa ngày. À, để đi sâu hơn về mặt dinh dưỡng thì chúng ta thường hay quan tâm nhất là cái đạm thô. À, ở đây là 18.5. Chúng ta thường thấy là đạm thô 18.5 thì chúng ta sẽ có ba cái cột axit amin nó sẽ nằm ở mức này. Anh em để ý ha. Ba cột axit amin nó sẽ nằm ở mức này. Đây. Nó không liên quan đến là số lượng bao nhiêu nhé. Cái này là liên quan đến mình đang nói là cân đối theo cái thành phần lysine là quyết định nhất mà. Cái này chúng ta phải nhắc đi nhắc lại là lysine là cái thành phần cân đối nhá. Thì nếu đạm thô là 18.5, chúng ta muốn bao bì nó phải là 18.5. À, thì chúng ta phải sử dụng thậm chí là những cái không có thể tiêu hóa được nằm ở những cái phần ở phía bên ngoài này. Rồi khi chúng ta điều chỉnh mức đạm thô về 17.5 thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây là cái axit amin tổng hợp. À, nó sẽ dùng lysine tổng hợp để nó bù vào đây. Do đó dù mặc dù đạm ở mức 17.5 nhưng mà cái dinh dưỡng đạt được á, cái axit amin đạt được á đều như nhau hết, và cái phần lysine mà hụt đi do cái mức đạm này thấp đi á, nó sẽ bù vào bằng cái lysine tổng hợp. Tương tự như vậy, ba cái khẩu phần này đều như nhau, cho dù là mức đạm 16.5 thì cái phần mà lysine tổng hợp, methionine tổng hợp người ta sẽ bổ sung vào đây để đảm bảo đủ được cái lượng axit amin mà cần thiết cho con gà. À, đó là cái nguyên tắc chúng ta hiểu nhé. Còn thực ra ví dụ như anh em giải thích được cho hộ chăn nuôi được như thế nào đó thì chúng ta sẽ giải thích ở mức đạm này, có nghĩa là chúng ta sẽ bù đắp bằng cái chuyện đó. Có nghĩa là mức đạm nó nằm ở đây, chúng ta nhìn thấy trên bao bì có 16.5 thôi, chúng ta sẽ nghĩ là thấp hơn cái 17.5, thấp hơn cái 18.5 lúc nãy, nhưng mà thực chất á, là cái lysine người ta vẫn đảm bảo bằng cách là người ta bổ sung cái
lysine tổng hợp hay là cái methionine tổng hợp. Thì cái trường tổng hợp methionine này người ta sử dụng là ở trên bằng những cái bắp, người ta cũng sử dụng từ bắp, từ lúa gạo, và người ta tổng hợp được cái enzyme này để tạo ra và người ta bổ sung vào thôi. Con gà khi mà nhận được cái vô cơ hữu cơ này thì ngay lập tức là nó hấp thụ được vào người nó liền, và thay vì mà chúng ta phải cho con gà sử dụng cái đạm thô thông thường ở mức cao và tự tiêu hóa thì người ta sử dụng đạm thấp và bổ sung cái phần axit amin tổng hợp này để bù vào. Có thể sử dụng được dinh dưỡng tương đương với 20 đạm đó bằng cách là người ta bù vào những acid amin này. À. Nhưng mà cái việc thuyết phục này quá khó khăn nên thành ra bắt buộc chúng ta đều phải đẩy đạm cao lên. Và khi đẩy đạm cao lên thì cái phần mà đạm ở đây này, thay vì là sử dụng mà đạm tổng hợp được thì bắt buộc phải dùng cái đạm mà cái lysine mà từ thức ăn thì giá nó phải cao hơn. Tại vì bột cá, bột thịt rất là cao, rất là mắc tiền, bột này rất là mắc tiền, nhưng mà cái này rất là rẻ. Cái này nó dạng như là thuốc, nó là chất tổng hợp mà, nó tổng hợp được và nó thả vào thì rất là rẻ. À, nhưng mà khi mà test ra thì đạm nó chỉ nằm ở mức này thôi. Còn cái acid amin thì không phải ai cũng test được, nên là nó chỉ nằm ở mức này. Nếu bao bì chúng ta có thể bán được sản phẩm thấp này thì giá sẽ thấp, mặc dù dinh dưỡng chúng ta có thể yêu cầu cao được. À, nó, đúng rồi, chất lượng không thay đổi kiểu vậy. Nhưng mà khó là khó chỗ mình sao thuyết phục được thôi. Chứ còn mà của nó là như vậy, ông nguyên tắc như vậy, để anh em hiểu được rằng là nếu chúng ta bán được cái bao bì nếu đạm thấp thì chúng ta sẽ bù bằng cái này này. Thì tương tự như lúc nãy cái S73 vậy đó, có nghĩa là cái acid amin ở trong đó chúng em sẽ để ý nhá. Đây nhân tiện đây có anh em bán cám vịt thịt thì nói luôn. Tức là trên cái bao bì vịt thịt đó anh em sẽ để ý là đạm nó sẽ giảm đi 0.5 thôi. À, nhưng mà acid amin á thì lysin từ 0.9 á lên là 0.98. Lên 0.98. Thì cái phần đó nó bù thiếu sức cái phần này. Nhưng vấn đề là nội cái việc đó thôi là trại đã từ sáng đến giờ đã bù đầu vã là không ăn được cơm luôn á. Có nghĩa là trại chỉ cần giảm được độ đạm đó thôi là đã khủng hoảng rồi. Nhưng vấn đề là cái lysine và cái methionine đều tăng hết, đều tăng lên 0.08 liền, và 0.08 đó là dư sức bù cho cái phần 0.5 đạm mà đã mất đi. À, anh em hiểu cái điều đó, và nếu làm được điều đó công ty tiết kiệm được rất là nhiều tiền. À, đó là anh em phải hiểu cái chuyện mà tại sao cái đạm nó cứ thấp đi mà là như vậy. Tại vì người ta bù bằng cái này rẻ lắm. À, những cái mà tổng hợp được này nó là chất hóa học mà. Rồi nhiều đạm thô sẽ có những cái bất lợi gì, có nghĩa là gà sẽ phải uống nhiều nước hơn để tiêu hóa cái phần đạm đó. À, cái phần đạm sẽ cần rất là nhiều nước để tiêu hóa. Nhiều đạm thô sẽ làm cho cái protein mà nó nằm trong, khi mà chúng ta thấy là cái con gà sẽ đi phân mà nó sáp này, hoặc là cái phân mà nó đen này, hoặc là phân nó tanh nó hôi ấy, là do mình cái phần protein nó dư thừa, nó sẽ đi xuống trong cái phân này, và những con vi khuẩn cơ hội ấy, nó sẽ sử dụng cái protein này để gây hại trong đường ruột. Và nhiều nhất là con này viêm ruột hoại tử. À, cái gratium mà viêm ruột hoại tử ra cái tiêu chảy phân vàng, phân bọt ký, rồi phân nước không á, phân nhão á, trong tải á, thường hay gặp phân ướt á, thì nó sẽ cho con này. Và nguyên nhân sâu xa của nó là protein không tiêu hóa, nó đi xuống ở gì đó vì một yếu tố gì, một cái yếu tố gì đó, có thể là tại lâu rồi không xài men, hoặc là do cái nước của họ có vấn đề gì đó làm cho cái protein không tiêu hóa được và nó đi xuống đường ruột, thì ngay lập tức cái con này nó nằm trong đường ruột á, nó sẽ nhân lên và gây viêm ruột hoại tử. Đó là một trong những cái yếu tố mà cái cám đạm cao nó sẽ gặp phải. Nhưng nếu mà chúng ta thay thế cái đạm cao đó bằng cái axit amin tổng hợp như lại nói á, thì nó sẽ không bị cái này. Tại vì cái axit amin tổng hợp khi vào trong bao tử gà là ngay lập tức hấp thu luôn. Nó là chất hóa học đã được phân cắt ra rồi mà, con gà chỉ cần hấp thu thôi. Còn cái nếu vậy thì nó có cái gì khác nhau không? Thì nếu mà cái tổng hợp nó nhiều thế thì sao nó xài tổng hợp nhiều hơn? Thì đó, không thuyết phục giảm đạm được. Chúng ta không thuyết phục trại giảm đạm được, khó lắm. Chúng ta nói chứ chúng ta không thể nào thuyết phục trại yêu cầu giờ cắm của tôi 20 đạm mà giảm 18 đạm mà giảm bán như 20 để mà kiếm lời, không làm được không? Không. Đúng rồi. Đó. Thì cái 64 là bây giờ hiện tại như chúng ta thấy là 64 là dinh dưỡng cao hơn là C60, nhưng trên bao bì ấy, là C64 có 18 thôi mà C640 đến 19 đạm. À, nó tương tự như vậy đó. Cái đạm cao mình dễ bán hơn. Còn đây là cái cấu trúc của thức ăn thôi. À, đây là một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý khi vô trại này. Đây là cái lỗi, những cái lỗi mà chúng ta sẽ thường gặp thấy là khi mà thức ăn chạy ra mà không đủ á, thì những con này thấy mà không?
con mập vừa luôn này do cái mảng nó ăn đến đây nó tắt, cái đám này đâu qua được đâu, thì nó ổn thôi. Đây là một trong những cái mà chúng ta lưu ý thôi, đó là những cái sai sót và chúng ta quan sát thì chúng ta có thể tư vấn được cho trại. Chúng ta thấy những cái con ở cuối mảng tại sao nó ổn thì có nghĩa là thức ăn đi không đạt cái tiêu chuẩn của nó. Rồi chúng ta có thể sử dụng thêm rơm cỏ để kích thích gà tránh cái việc mà nó cắn nhau, cắn bổ nhau. Và ngoài ra cung cấp thêm cái vitamin E, những cái này thì anh em có thể đọc thêm, những cái này nó không, nó cung cấp thêm cho em kiến thức thôi chứ nghĩa không có gì chia sẻ thêm ở đây cả. Rồi chúng ta tạm nghỉ 15 phút đi nhé.